Mình rất thích đi shopping, mặc cái gì cho mình cảm thấy thoải mái. Nhưng mà nói chung là mình không chi rất là nhiều tiền, mặc dù mình có rất là nhiều đồ. Chịu khó đi lục lọi. Sài Gòn Chic phát sóng tối thứ năm từ 22 giờ đến 22 giờ 30.